Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Sử Việt Đại Nam. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử vua Ngô Xương Xí. Ngô Xương Xí còn được gọi là Ngô Sứ Quân, được chính sử ghi nhận là một trong những thủ lĩnh thời 12 sứ quân thế kỷ thứ 10. Nhiều tài liệu cho biết ông là con trai của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, tức là cháu nội của Ngô Tiên, chúa Ngô Quyền. Sử đã không ghi rõ năm sinh và năm mất của Ngô Xương Xí, nhưng căn cứ vào hành trạng của Ngô Xương Ngập thì ông sinh vào khoảng từ năm 944 đến trước năm 950. Năm 944 thì Ngô Quyền mất, ủy thác cho con trưởng Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha, em của Dương Hậu, vợ của Ngô Quyền. Dương Tam Kha đã lợi dụng chiếm ngôi của nhà Ngô. Theo thần phả thì Ngô Xương Ngập đã chạy về nhà một hào trưởng Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương, Nam Sách. Ở đó thì Ngô Xương Ngập đã lấy Phạm Thị Ngọc Dung, uy duyên con gái Phạm Bạch Hổ và sinh ra Ngô Xương Xí. Dương Tam Kha đã lên ngôi xưng là Dương Bình Vương, nhận Ngô Xương Văn, em trai Ngô Xương Ngập làm con nuôi. Năm 950 thì Ngô Xương Văn đã lật đổ Dương Tam Kha nhưng không giết và chỉ giáng xuống làm Trương Dương Công. Ngô Xương Văn lên ngôi là Nam Tấn Vương năm 950. Ngô Xương Văn cũng cho người đón Ngô Xương Ngập về và được sự chuẩn y của Dương Thái Hậu, Ngô Xương Ngập cũng làm vua xưng là Thiên Sách Vương. Lúc đó cùng tồn tại hai vua, sự gọi là Hậu Ngô Vương. Năm 954 thì Ngô Xương Ngập đã bị bệnh thượng mãn phong mà chết, chỉ còn Ngô Xương Văn. Năm 965, Ngô Xương Văn đi đánh thôn Đường thuộc căn cứ Đường Lâm và thôn Nguyễn Gia Loan thuộc phạm vi kiểm soát của sứ quân Nguyễn Thái Bình thì bị phục binh bắn nỏ chết. Tại Cổ Loa thì các tướng Lã Sử Bình, Kiều Chi Hữu, Đỗ Cảnh Thạc, Dương Huy đã tranh nhau làm vua. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì một viên tướng người họ Ngô là Ngô Xương Xí đã tụ tập quân giữ Bình Kiều. Tuy nhiên thì lời chua sách này ghi Ngô Xương Xí, con của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập. Đại Việt Sử Lược thì chép sứ quân Nguyễn Du Dịch tên là Xương Xí. Các cuốn sử trên cùng với Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đều không chép việc Xương Xí đã nối ngôi vua. Khi Nam Tấn Vương mất thì Ngô Xương Xí chưa tới 20 tuổi. Theo lẽ thường thì sẽ trở thành vua, nhưng vì thế lực ngày càng yếu nên Ngô Xương Xí đã phải lui về giữa đất Bình Kiều, vùng đất nay được xác định thuộc Triệu Sơn, Thanh Hóa. Từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô thì nhiều nơi đã không phục nổi lên, cho tới thời của Ngô Xương Xí thì hình thành 12 đạo quân lớn hơn cả, trấn giữ ở các địa phương, sử sách gọi là loạn 12 sứ quân. Ngô Xương Xí cũng nằm trong số đó, tức Ngô Sứ Quân. Sử sách đã chép không thật rõ ràng về thời kỳ loạn lạc này, nhất là kể từ cái chết của Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì một trong những bộ chính sử Việt Nam đã xảy ra việc tranh chấp ngôi vua giữa các đại thần Lã Sử Bình, Kiều Chi Hữu, Đỗ Cảnh Thạc và Dương Huy tại kinh thành Cổ Loa. Có thể trong cuộc tranh chấp đó thì Ngô Xương Xí đã phải bỏ chạy khỏi kinh thành. Thành Bình Kiều là một tòa thành do chính sứ quân Ngô Xương Xí xây dựng trên vùng đất mới chọn sau khi phải rời khỏi triều đình Cổ Loa. Thành đã nằm lọt thỏm giữa vùng đất cách thành phố Thanh Hóa 25 km về phía đông, cạnh dãy Cửu Noãn Sơn, liền kề phía bắc là núi Nửa thuộc huyện Như Thành. Vùng đất này ngày nay thuộc về xã Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bình Kiều có nghĩa là cầu bằng, tức là cầu không cong, nguyên là một cây cầu bắc qua sông Mau Giếng. Theo tài liệu của giáo sư Phan Đại Doãn công bố vào năm 1971 và kết quả khảo sát thực địa tiến hành vào năm 1981 thì tòa thành này đắp bằng đất và được xây trên một khu đất vuông vắn. Thành có hình vuông, mỗi bề gần 1.800 m và nay đã trở thành bờ vùng, bờ thửa và lũy tre. Xung quanh thành thì có vết hào bao bọc và thành cao khoảng 2 m, chân rộng từ 3 đến 4 m, mặt thành rộng khoảng 2 m. Thành có 4 cửa và 4 góc thành có 4 cồn đất cao. Tòa thành thì nằm cạnh con sông Mau Giếng, một nhánh của sông Nhơn, thượng nguồn của sông Cầu Quan đổ vào sông Yên để ra biển qua cửa ghép. Tên gọi Bình Kiều đã xuất phát từ một cây cầu, cầu bừng bắc qua sông Giếng ở gần phía bắc tòa thành.
Theo các tài liệu nghiên cứu, việc bình định Ngô Xương Xí của Đinh Bổ Lĩnh đã diễn ra một cách hòa bình. Ngô Xương Xí đã quy hàng Đinh Bổ Lĩnh. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì chép rằng, đến khi nhà Ngô mất thì Đinh Bổ Lĩnh đã dụ hàng được các sứ quân Ngô Xương Xí, phá được Đỗ Động của Đỗ Cảnh Thạc. Có tài liệu nói rằng sở lý ông hàng được Bổ Lĩnh, ông hàng Bổ Lĩnh vì có sự tác động của cuộc hôn nhân giữa Đinh Bổ Lĩnh và Dương Vân Nga, con gái của Dương Tam Kha. Rồi ông ngoại ông là sứ quân Phạm Bạch Hổ hay Ngô Nhật Khánh đều là những người có quan hệ thân thích với ông, cùng quy thuận Đinh Bổ Lĩnh. Bổ sung từ nguồn truyền thuyết kết hợp với di tích sưu tầm được ở Thanh Hóa cho biết, khi Đinh Bổ Lĩnh đã tiến hành thu phục Bình Kiều của sứ quân Ngô Xương Xí thì ông đã hành quân vào Ái Châu, đóng quân tại sườn Cửu Loạn Sơn có thần nhân mạch bảo. Không cần đánh, chỉ cần mở tiệc khao quân, Xương Xí đã hoảng sợ tất phải xin hàng. Nay ở xã Thọ Tân đều có đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Cho đến năm Mậu Thìn 968 thì đạo quân của Đinh Bổ Lĩnh sau hàng loạt chiến thắng thống nhất đất nước đã mở ra nhà Đinh. Đinh Tiên Hoàng có mời Ngô Xương Xí tham gia triều chính nhưng ông từ chối và lánh về ẩn cư ở vùng Thượng Du Châu Ái tức Thanh Hóa, nhà Ngô kết thúc. Theo phả hệ nhà Ngô Việt Nam thì ông có một người anh là con cả của Ngô Xương Ngập tên là Ngô Xương Tỷ, sinh vào năm 933, mất vào năm 1011. Theo nghiệp tu hành đổi tên là Ngô Trần Lưu và sau được Đinh Tiên Hoàng phong làm Khương Việt Đại Sư. Về nhận định, theo Ngô Thị Sĩ trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên có nhận xét, Ngô Sứ Quân là con thứ của dòng họ lớn nối cơ nghiệp đã suy của cha chú, ngôi báu mất thì lòng người chia lìa, hào kiệt thừa cơ mà nổi dậy, chia cắt huyện ấp, cắt xé lẫn nhau. Thế mà Xương Xí đã lấy chút đèn tàn ở xứ Bình Kiều mà dự vào hàng ngũ sứ quân. Về đền thờ, Ngô Xương Xí được thờ tại đền Khai Long, sứ quân thuộc xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tương truyền, đây là nơi mà Ngô Xương Xí đã chiêu dân lập căn cứ thời 12 sứ quân. Nơi đây cách căn cứ Bình Kiều khoảng 140 km về phía nam. Sự xuất hiện của ngôi đền thờ ở đất Hoàn Châu đã khẳng định vai trò quân sự của Ngô Xương Xí với một vùng đã ảnh hưởng rộng lớn khắp Châu Ái, Châu Hoàn, tức Thanh Hóa, Nghệ An ngày nay. Đền Khai Long là một ngôi đền thiêng được xây dựng cách đây trên 1.000 năm và trước đây đền có 3 tòa gồm Thượng Điện, Trung Điện và Hạ Điện. Đền Khai Long thờ một vị tướng trong thập nhị sứ quân là Ngô Xương Xí và được phong tặng Thượng Đẳng Tối Linh Đại Vương. Gần xã Tân Sơn là xã Trung Sơn có một ngôi đền Khai Long cổ kính là nơi thờ tướng quân Ngô Xương Xí. Ngô Xương Xí cũng được làm đền thờ Thành Hoàng làng Phú Duy, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, phía nam Hà Nội. Theo truyền thuyết ở Phú Duy, Thành Hoàng làng là tướng Ngô Xương Xí, một trong những thủ lĩnh của 12 sứ quân đã từng đóng quân tại đây. Bãi tập trận của nghĩa quân xưa kia chính là những bãi trên núi quanh đầm Cửa Hương. Tương truyền thì đầm Cửa Hương chính là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nghĩa quân. Vào khoảng trước năm 2010 thì những người đi tìm nguồn sắt đã bắt gặp rất nhiều di tích của vũ khí của nghĩa quân được chôn sâu dưới lòng núi. Ngô Xương Xí cũng được thờ tại đình làng Phí Trạch, xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.